vào hả? Lấy cây gỗ như kia kê ở đầu trước cái xong rồi mới gầu ấy vào cũng được ấy. Chạy luôn, chạy lùi phát vào luôn. Vào.
à. Bơm đây này. À đây. Đây anh ơi. Mình sẽ kèm kéo cần bơm như này nó căng thế nào. Cái hàng này căng lắm rồi mà anh bơm nó kéo lên nổi luôn. Đây rồi. Nó cần bơm. Sao dùng bơm. Nhấn là cái điểm bơm một số chỗ đi. Để anh còn tháo được đâu. Anh nuôi ra đây tháo. Mấy giờ lên đây anh? Lắp cái này vào đấy. Lắp rồi xong mà. Lắp lọc gió lọc riết cháu hai cái đồng bên ngoài bên đấy. Máy ở sao ép lắm rồi cũng chết. Sáng nay động cái trang chết cục máy rồi thì không biết nó làm kiểu gì được. Chứ nhỉ? Làm như thế cũng đâu là phải chưa? Tôi biết đóng anh kéo đâu chứ? Mày cầm đóng ra kia mà. Đấy tôi biết hai cạnh mới mới mày cầm đâu rồi.